Xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng gặp lại nhau trong bài tập số 4 trang 25 sách giáo khoa hóa học lớp 12 với đề bài như sau. Những thí nghiệm nào chứng minh được cấu tạo phân tử của glucose? Để làm được bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau xem lại phần lý thuyết. Ở trang số 22, sách giáo khoa hóa học lớp 12, phần cấu tạo phân tử của glucose. Trong này đã nêu rất rõ các thí nghiệm dùng để xác định cấu tạo của glucose. Thí nghiệm thứ nhất đó là glucose có phản ứng trắng bạc và bị oxy hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic, chứng tỏ phân tử glucose có nhóm CHO. Thí nghiệm thứ hai, glucose tác dụng với COOH 2 lần cho dung dịch màu xanh lam, chứng tỏ phân tử glucose có nhiều nhóm OH ở vị trí kề nhau. Thí nghiệm thứ ba, glucose ST tạo ST chứa 5 gốc axit CH3COO, chứng tỏ phân tử có 5 nhóm OH. Và thí nghiệm cuối cùng là khử hoàn toàn glucose, thu được hết san, chứng tỏ có 6 nguyên tử carbon trong phân tử glucose tạo thành một mạch không nhánh. Được chưa nào? Như vậy, để làm dựa vào phần lý thuyết này, chúng ta có thể giải quyết được phần bài tập số 4 trong sách giáo khoa như sau. Chúng ta sẽ làm như sau. Những thí nghiệm chứng minh cấu tạo phân tử của glucose. Đó là các thí nghiệm. Thí nghiệm thứ nhất đó là glucose có phản ứng tráng bạc. Và bị oxy hóa bởi nước brom. Thành acid gluconic. Điều này chứng tỏ phân tử glucose có nhóm CHO. Của aldehyde. Được chưa nào? Thí nghiệm thứ hai đó là glucose tác dụng với đồng 2 hydroxit tạo thành dung dịch màu xanh lam. Điều này chứng tỏ điều gì? Glucose có nhiều nhóm OH. Nhưng các nhóm này phải liền kề nhau. Được chưa? Thí nghiệm thứ ba đó là glucose tạo ST có chứa 5 gốc axit CH3CO. Điều này chứng tỏ glucose có 5 nhóm OH. Và thí nghiệm cuối cùng đó là khử hoàn toàn glucose, ta thu được hexan. Điều này chứng tỏ glucose có 6 nguyên tử carbon tạo thành mạch
không phân nhánh, tạo thành mạch không phân nhánh. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 4 trang 25 sách giáo khoa hóa học lớp 12. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những bài tập tiếp theo.